Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục truyền hình Thanh niên Bình Định số tháng 8 năm 2015. Sau đây là những nội dung trong chương trình kỳ này. Đưa khoa học đến gần hơn với đoàn viên thanh thiếu nhi. Sôi nổi các hoạt động chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ. Ghi nhận qua chương trình liên hoan búp sen hồng lần thứ 21 tại Đà Nẵng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Thanh niên là lực lượng lao động lớn của xã hội và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Xác định vị trí vai trò đặc biệt của việc đưa khoa học đến gần hơn với thanh niên, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm động viên khích lệ tinh thần sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học trong thế hệ trẻ. Đây là robot do thám đường ngầm do em Đinh Việt Long, học sinh trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thành phố Quy Nhơn sáng chế. Con robot này có thể thám hiểm, tiếp cận đến những vị trí nhỏ hẹp, quanh co trong đường ngầm. Những nơi có môi trường đặc biệt, khắc nghiệt, nguy hiểm mà con người không thể tiếp cận được. Những hình ảnh hay đoạn phim do robot chụp, quay trong đường ngầm đều có thể truyền ra người điều khiển theo thời gian thực. Điểm sáng tạo của giải pháp này là sử dụng hai thiết bị sẵn có trên thị trường như xe điều khiển, camera Wi-Fi để tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng cao. Con cũng mong muốn cái này thì cũng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống để cả có thể được ứng dụng trong cả trường học để phục vụ việc dạy học nữa, để tạo cảm hứng cho học sinh để sáng tạo, có đam mê sáng tạo khoa học. Còn trong đời sống thực tế thì có thể ứng dụng vào rất nhiều cái mà bình thường con người làm thì rất là tốn kém về cả tiền bạc và sức khỏe. Robot do thám đường ngầm cũng là một trong số 28 giải pháp do các em học sinh có lứa tuổi từ 6 đến 19 mang đến cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2015. Các giải pháp mang đến cuộc thi đều có điểm chung là mang tính sáng tạo và tính thực tiễn cao. Năm nay số lượng cũng như chất lượng tham gia dự thi phải nói là rất là có hiệu quả rất lớn. Như thế thì cũng đã tác động cái sự ý thức và tham gia cái phong trào hội thi sáng tạo kỹ thuật chúng ta là rất là có kết quả. Với cái đà này thì trong những năm tới phải nói là các thanh thiếu niên học sinh sẽ tham gia nhiều hơn. Với cái phong trào chúng ta tổ chức hết sức là chặt chẽ, khách quan và vô tư. Cũng động viên cái khích lệ phong trào này sẽ phát triển trong tương lai rất là tốt. Với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em học sinh có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo cho các em, và là một trong những đơn vị tham gia phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2015, Tỉnh đoàn đã tích cực tuyên truyền đến các tổ chức đoàn ở các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh, vận động và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi. Đây là một trong những cái tiền đề mà phải thông qua các cái hoạt động, qua các cái cuộc thi sẽ thu hút nhiều em tham gia. Mà một khi mà các em có sự động viên khích lệ từ phía các cái đơn vị tổ chức, từ phía đoàn thanh niên, từ phía sở giáo dục, thì tôi nghĩ rằng cái đam mê nghiên cứu khoa học nó sẽ rất là lớn, và biết đâu thì từ chính cái sự cổ vũ động viên từ phía các cái đơn vị thì sẽ đem lại cái hiệu quả lớn, biết đâu Bình Định sẽ là một trong những cái điểm sau này có các cái nhà khoa học nổi tiếng xuất phát từ Bình Định. Có thể nói, tìm hiểu khoa học là một hoạt động thú vị và bổ ích đối với tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Xác định rõ tầm quan trọng của khoa học trong việc giáo dục tri thức cho thế hệ trẻ, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định luôn chú trọng triển khai các hoạt động cụ thể nhằm góp phần đưa khoa học đến gần hơn với đoàn viên thanh thiếu nhi. Đặc biệt, một hoạt động không thể không nhắc đến trong thời gian gần đây, đó chính là việc xây dựng dự án tổ hợp không gian khoa học đầu tiên tại Việt Nam mà Tỉnh đoàn Bình Định là một trong hai đơn vị tham gia làm chủ đầu tư. Tôi nghĩ rằng các em khi mà công trình hoàn thành thì các em tham gia tham quan về cái bảo tàng
khoa học và nhà mô hình vũ trụ sẽ rất là thích thú. Tại vì tại đây thì các em có thể thực hành được các cái thí nghiệm mà liên quan tới toán học, vật lý, sinh học, những cái môn tự nhiên mà các em chỉ được học lý thuyết ở trên ghế nhà trường và có những cái thực hành nhỏ thôi. Nhưng mà tại cái nơi này thì các em có thể tham gia trực tiếp. Và qua đó thì tôi nghĩ ra qua những cái trò chơi, những cái mô hình nhỏ đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc học của các em nó sẽ hiệu quả hơn. Và khi mà các em tiếp thu nhanh thì cái sự đam mê yêu thích nó sẽ dần hình thành các em. Và tôi nghĩ là biết đâu những cái nhà Nobel tương lai của Việt Nam cũng xuất phát từ việc tham quan và học hỏi từ cái mô hình tổ hợp không gian khoa học này. Cùng với việc đầu tư xây dựng tổ hợp không gian khoa học, trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Việt Nam lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, một sự kiện khoa học quan trọng của Việt Nam và quốc tế với sự tham gia của hơn 200 các nhà khoa học đến từ hơn 30 quốc gia. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều buổi giao lưu nói chuyện giữa các giáo sư nổi tiếng với các bạn học sinh, sinh viên và công chúng yêu khoa học. Trong đó, đáng chú ý là các buổi nói chuyện của giáo sư Jerome Friedman, người từng đoạt giải Nobel vật lý về hạt quark năm 1990 và giải thưởng Banovsky dành cho các nhà khoa học trên thế giới có những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực vật lý hạt. Ông hiện đang làm việc tại Đại học Chicago, Mỹ. Và giáo sư Lưu Lệ Hằng, người Mỹ gốc Việt, một trong những nhà vật lý thiên văn nổi tiếng nhất thế giới, hiện làm việc tại Khoa Thiên văn học, Viện Đại học Harvard và Phòng thí nghiệm Lincoln, Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Tại buổi giao lưu, các giáo sư không chỉ giới thiệu về thành tựu nghiên cứu, con đường khám phá khoa học của mình, mà còn chia sẻ những khó khăn, niềm đam mê khoa học và những lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ trên con đường nghiên cứu khoa học. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của... Theo tôi được biết là hiện nay là có nhiều một số bạn là tham gia các cái câu lạc bộ thiên văn học. Tuy nhiên thì cái lĩnh vực này cũng là rất là mới mẻ đối với Việt Nam chúng ta. Thì xin giáo sư hãy cho những cái người trẻ yêu và đam mê nghiên cứu thiên văn học một cái lời khuyên cũng như một cái lời nhắn nhủ tâm huyết được không ạ? Xin hết. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Khoa học luôn đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, đam mê, cố gắng hết sức với công việc và thêm một chút may mắn. Đối với những bạn trẻ như bạn, nếu đã yêu khoa học thì hãy dám làm, dám thực hiện ước mơ của mình, đừng bao giờ sợ muộn. Bên cạnh các hoạt động nhằm đưa khoa học đến gần với đoàn viên thanh thiếu nhi, hiện tỉnh đoàn cũng đang có những chương trình cụ thể nhằm khuyến khích, động viên và hỗ trợ, đồng hành cùng với các bạn trẻ trên con đường nghiên cứu, đưa khoa học ứng dụng vào cuộc sống thực tiễn. Chúng tôi đã thành lập được cái quỹ lập nghiệp cho thanh niên, và cái này là cũng một trong những cái động thái quan trọng để làm sao chúng tôi hỗ trợ cho các bạn mà có những cái ý tưởng mà đem lại hiệu quả, áp dụng vào trong sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhưng mà các bạn chưa có cái điều kiện, chưa có cái kinh phí để mở rộng ra trong việc áp dụng khoa học vào trong sản xuất kinh doanh để mà tạo cái nguồn thu nhập cũng như là tạo công ăn việc làm cho nhiều bạn trẻ nữa. Thì sắp tới thì trước mắt thì chúng tôi sẽ có cái quỹ này, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho một số bạn trước mắt để thí nghiệm mà để các bạn nhân rộng cái cơ sở của mình ra. Đảng và nhà nước đã xác định mục tiêu đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN. Đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới, tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Với những hoạt động thiết thực cụ thể của các tổ chức đoàn hội trong tỉnh thời gian qua, sẽ không chỉ là cơ hội tầm nhìn định hướng cho thanh niên Bình Định, mà còn là nơi ươm mầm và nuôi dưỡng cho những ước mơ khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học. Nằm trong chuỗi các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè 2015, tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức triển khai chiến dịch Hoa Phượng Đỏ tại xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn. Trường phổ thông dân tộc bán trú Tây Sơn, xã Vĩnh An là địa điểm được chọn để tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm nay. Chương trình đã thu hút hơn 300 đoàn viên học sinh, giáo viên trẻ của các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Tây Sơn tham gia nhiệt tình. Sau buổi lễ ra quân, các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, giáo viên trẻ tổ chức ra quân đồng loạt hiện công trình thanh niên như sân bóng chuyền,
tại làng Con Giọt 1 với tổng kinh phí 25 triệu đồng, sửa chữa điện cho các hộ gia đình chính sách, tư vấn sức khỏe vị thành niên, tập huấn kỹ năng xã hội, tổ chức trò chơi, các lớp ôn tập hè và đặc biệt là ngày hội uống sữa miễn phí cho hơn 200 em học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú Tây Sơn. Dịp này, tỉnh đoàn cũng đã trao 30 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh An. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Prudential Bình Định cũng trao 70 suất học bổng trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho 70 học sinh vượt khó học giỏi của trường phổ thông dân tộc bán trú Tây Sơn. Có thể nói rằng trong chiến dịch hè thì có phát động trong toàn tỉnh thì các nhóm đối tượng nó khác nhau. Riêng cái chiến dịch hoa phượng đỏ thì chỉ dành riêng cho đối tượng là học sinh và giáo viên trẻ. Đây cũng là lực lượng rất là nồng hậu và rất là nhiệt huyết của đoàn, rất tích cực tham gia các hoạt động của đoàn. Ấn tượng để lại của các bạn là giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, rồi các thầy cô giáo cũng phát huy được kiến thức mình tiếp cận với thực tiễn để mà giúp rèn luyện bồi dưỡng thêm cái kỹ năng nghiệp vụ trong công tác chuyên môn. Trong những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của tỉnh đã phát triển sâu rộng, nội dung và hình thức có nhiều đổi mới, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên hưởng ứng. Để mở rộng phạm vi và tăng cường lực lượng tình nguyện, tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ với định hướng dành cho đối tượng chính là học sinh tại cơ sở bậc phổ thông, cán bộ, giáo viên trẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Qua 2 năm triển khai, chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ đã ngày càng đi vào chiều sâu. Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi thông qua công trình phần việc thanh niên ngày càng được nâng cao chất lượng và mang lại hiệu quả thiết thực. Cái nét mới trong cái chiến dịch năm nay đó là cái việc thực hiện những cái công trình phần việc thanh niên rất là cụ thể, tạo sân chơi trực tiếp cho học sinh sinh viên tại những địa phương. Qua hoạt động năm nay có thể nói rằng thu hút rất đông đảo học sinh, giáo viên trẻ tham gia. Nhiều cái phong trào, nhiều cái hoạt động nó tạo được ấn tượng đối với các em. Qua đó đã được các cấp, các ngành, các địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2015 đã khép lại. Nhưng với những em học sinh, người dân xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn sẽ luôn còn mãi những hình ảnh đẹp của các bạn chiến sĩ. Đây cũng là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên thể hiện nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ và thể hiện sự sẻ chia, yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đó là những kỷ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ và là hành trang, bài học quý giá cho các bạn trong tương lai. Để rồi, những mùa hè sau sẽ lại tiếp tục tham gia để cống hiến và trưởng thành từ những hoạt động tình nguyện như thế này. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Búp Sen Hồng lần thứ 21 năm 2015 khu vực phía Nam do Thành đoàn, Hội đồng đội và Nhà thiếu nhi thành phố Đà Nẵng phối hợp đăng cai tổ chức diễn ra 5 ngày từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2015 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện rõ nét chủ đề Đà Nẵng điểm hẹn tuổi thơ. Đoàn Búp Sen Hồng của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định tham gia liên hoan với chủ đề Ngọt ngào giai điệu quê hương. Liên hoan Búp Sen Hồng lần thứ 21 tại Đà Nẵng có 42 đơn vị với hơn 1.300 em thiếu nhi và hơn 500 cán bộ phụ trách, đại diện ban giám đốc, các nhà thiếu nhi, cùng thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã, từ Thừa Thiên Huế đến đất mũi Cà Mau tham gia. Điều đặc biệt của Liên hoan Búp Sen Hồng năm 2015 tại Đà Nẵng là sự góp mặt của nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương, đại diện duy nhất của khu vực phía Bắc. Xác định Liên hoan Búp Sen Hồng là một trong những sự kiện nổi bật tạo phong trào văn hóa văn nghệ, bồi dưỡng năng khiếu tại các nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thiếu nhi. Vì vậy, cũng như các nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tham gia liên hoan, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định đã hỗ trợ và đầu tư bài bản cho các kế hoạch của trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh chuẩn bị tham gia vào ngày hội lớn trong năm của tuổi thơ các tỉnh khu vực phía Nam. Để có được những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu nghệ thuật, ngay từ nhiều tháng trước, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bình Định đã bắt đầu tuyển chọn thành viên và mời các biên đạo múa, nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm về truyền dạy. Nhờ vậy mà chương trình nghệ thuật của đoàn Búp Sen Hồng Bình Định đã được thể hiện rực rỡ, sinh động trên sân khấu của Liên hoan.
Năm 2015 thì tháng 12-14 thì cũng đã trong ban tổ chức cũng đã chuẩn bị và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã lập cái kế hoạch xin chủ trương với ban thường vụ tỉnh đoàn, hội đồng của tỉnh tổ chức cái chương trình năm 2015 cho các cháu thiếu nhi tham gia bóp sơn hồng tại Đà Nẵng. Ban tổ chức đã thống nhất là mỗi đơn vị tham gia có một cái chủ đề cụ thể, thì thông qua cái kế hoạch thì trung tâm đã hợp tác với cái đơn vị mà kênh biên đạo múa tổ chức tập luyện cho các em trước đó khoảng trước khi tham gia khoảng 2 tháng và ngọc ngày giai điệu quê hương, thì trong đó có nhiều tiết mục về nói về quê hương Bình Định, trong đó có trống trận và một số cái chương trình về bài chòi dân ca của tỉnh Bình Định. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Bình Định tham gia liên hoan búp sen hồng lần thứ 21 tại Đà Nẵng với một chương trình nghệ thuật có chủ đề Ngọt ngào giai điệu quê hương. Chương trình gồm 5 tiết mục ca múa nhạc, có thời lượng không quá 30 phút, kể cả thời gian tiếp quản sân khấu. Liên hoan búp sen hồng là hoạt động văn hóa văn nghệ bổ ích dành cho các em thiếu nhi các tỉnh thành khu vực phía Nam. Thông qua ngày hội lớn, các em có dịp gặp gỡ, giao lưu, được sinh hoạt vui chơi giải trí lành mạnh, được thể hiện năng khiếu văn nghệ của mình và rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể cũng như tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng. Là lần đầu tiên con đi tới liên hoan búp sen hồng lần thứ 21 ở Đà Nẵng, con thấy rất là vui và tự hào về mình là người được chọn đi. Con thấy Đà Nẵng là một thành phố rất là đẹp, rất là đông đúc dân cư, rất nhiều loại nhà cao tầng. Rồi là khi đến đây con được gặp gỡ các bạn ở nhiều vùng khác nhau, giao lưu và học hỏi và được biểu diễn những tài năng âm nhạc của mình. Hôm nay là lần thứ hai con tham gia búp sen hồng, và sau mỗi lần tham gia thì con lại có những kỷ niệm khác nhau. Ở Cà Mau thì con làm cho con hiểu thêm những con người vùng đất tận cùng phía Nam của Tổ quốc. Còn ở Đà Nẵng thì con cảm nhận được đây là một thành phố rất là hiện đại và nhộn nhịp. Con được gặp rất là nhiều bạn bè. Cũng như 20 lần liên hoan trước, các đoàn tham gia búp sen hồng tham gia các chương trình giao lưu biểu diễn văn nghệ tại các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Đoàn búp sen hồng Bình Định đã cùng với các nhà thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Kon Tum, tỉnh An Giang tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào và thiếu nhi quận Sơn Trà. Ngoài ra, đoàn búp sen hồng tỉnh Bình Định đã cùng với các đoàn về dự liên hoan đã đóng góp 40 triệu đồng để tổ chức các hoạt động thăm và tặng quà đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh hết sức khó khăn ở địa bàn 7 quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam. Chương trình ca múa nhạc tham dự liên hoan của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả xem chương trình, cũng như được Hội đồng Cố vấn Nghệ thuật đánh giá cao về chất lượng chương trình hài hòa, bố cục chặt chẽ, tinh tế, giàu màu sắc, có nhiều tiết mục đặc sắc, thể hiện nét độc đáo của vùng đất được mệnh danh là đất võ trời văn. Vừa rồi mới xem qua cái của đoàn thiếu nhi của Bình Định đó, thì mình thấy cái chương trình nó dàn dựng nó thông suốt từ đầu đến cuối, cái kịch bản nó rất là hay, và nhất là có những cái tiết mục như tiết mục trống rồi làm phong sân khấu, nó mang cái tính chất rất là đặc trưng của cái vùng đất võ Bình Định, và còn diễn viên thì các em rất là xinh tươi, và những cái tiết mục thể hiện nó đúng với cái tính chất là tuổi thơ và ý nghĩa. Tiết mục là hòa tấu trống, là vang khúc khải hoàn. Thì các em tôi nhớ là khoảng chừng trên dưới 10 em sử dụng bộ gõ, trống đại, trống trung, rồi có các cái bộ gõ nhỏ nữa để phục vụ. Công bằng mà nói thì các em cũng chưa thật sự điêu luyện, nhưng mà cái là cái chuyển tải được, cái mà người nghe cảm thụ được, người xem cảm thụ được cái chương trình này là cái hồn nhiên, cái tung tăng, và đồng thời cũng là những cái ý thức hết sức nghiêm túc về một cái nghệ thuật biểu diễn độc đáo riêng của Bình Định. Đó. Thì các em trong cái phần mà chuyên môn thì các em cũng có những cái đoạn là căn bản, rồi có những cái đoạn các em đánh phát triển, thì nó gây được cái hiệu ứng là khiến cho người ta còn phải chú ý, người ta chú ý theo dõi và cái cảm giác thích thú. Hay là về ca, các em có một cái liên khúc
trong đó đặc sản mà các em mang đến liên hoan này là các điệu hò khoan, các điệu ba lý, thì cái này cũng là một cái không lẫn vào đâu được, đặc biệt khu vực miền Trung, miền Nam Trung Bộ, đặc biệt là Bình Định, thì các em cũng tỏ được một cái hơi nơi riêng, tỏ được một cái không khí riêng, một cái nét riêng, giới thiệu được cái bông hoa riêng của mình trong cái vườn hoa này. Với chủ đề Đà Nẵng điểm hẹn tuổi thơ của Liên hoan búp sen hồng lần thứ 21 đã mang đến cho các bạn nhỏ những kỷ niệm đẹp trong thời gian 4 ngày hoạt động sôi nổi. Ghi nhận nỗ lực trong chuẩn bị và tinh thần tham gia liên hoan của các đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 42 cùng thiếu nhi, nhà thiếu nhi và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phía Nam. Trong đêm bế mạc giả bạn, các bạn thanh thiếu nhi của 42 đoàn đã nối vòng tay bè bạn cùng hát vang những bài ca tạm biệt và hẹn gặp lại ở Liên hoan búp sen hồng lần thứ 22. Chuyên mục truyền hình Thanh niên Bình Định số tháng 8 năm 2015 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.